Rồi, đi không? Đi không? Đi không? Từ từ, khu chín, từ từ, ảo tưởng ra đi, ảo tưởng ra đi, mình canh vô ảo tưởng xong rồi úp nó. Ê kìa 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 kìa. Nhạc về nè. Đâu đâu đâu. Nhạc nó đi mình nó bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, cho nó biết đi mình rồi. Để kêu đi, để kêu đi, ảo tưởng sắp ra rồi. Còn chín tem và tem tem, cái tem kia nó ngưng rồi, hoặc là nó chết một thằng hay sao rồi. Anh em ơi, khi mà mình xem video nếu mà cảm thấy hay thì anh em nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh LNB. Và đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông, cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em. Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm server S300 để cùng đi tâm ma ảo cảnh với những chuyên gia phân tích tâm lý địa hình, tình hình rồi trận đấu tùm lum tà la luôn. Anh em cũng có thể nhìn thấy ở phía đầu video phân tích rất ghê luôn anh em ơi. Và cái team của mình hiện tại đang là Nga Mi tàn kiếm với lại Minh Giáo, và mình sẽ để full voice chỉ huy cho anh em xem cái cách di chuyển và cái cách con team của team mình trong cái trận thi đấu tâm ma ảo cảnh này nha. Alo, alo, nghe voice được không anh em ơi? Alo, alo, alo. Ok, ok, cẩn thận nha, cẩn thận nha. Rồi, chết đây. Hên là miếng này không đánh. Ở bên trên có con tiêu dao nha. Có tìm tiêu dao, có người, cẩn thận. Để coi nó có quà kìa. Con tiêu dao nó qua, nó ok, cẩn thận, cẩn thận. Nó qua, thăm dò. Hốt luôn, hốt luôn. Qua luôn, qua luôn, qua luôn. Quất luôn anh em ơi, nó còn xíu máu. Nó còn xíu máu à, hai thằng. Đập năm con độc rồi, đập con độc rồi. Ok, ok. Rồi, tập trung hồi máu lại, hồi máu lại, hồi máu lại. Có tàn kiếm nha, cẩn thận. Tôi hết máu rồi đó. Có chiều hồi máu chưa? Có tập trung, tập trung không ạ? Có thằng kia kìa. Nó qua cầu á, lướt lên lóc lên. Hồi máu lên cái. Có thể là ở trên nó trống á nha, anh em cẩn thận. Trên trống á. Có Nga Mi nè. Rồi để chiêu lại. Ngon ha, mới vô lẫm hai tim sướng nha. Hồi máu đi anh em, em bắt rừng chưa. Để tôi thăm dò cái, cẩn thận, cẩn thận. Mình đã có tìm, có cung lôn. Có một con cung lôn thôi. Đi, đi, đi. Có biến gút về nha, ông cẩn thận nha, cẩn thận nha, nghe mày cẩn thận. Rồi, chiếm khu này luôn. Để chiêu lại nha, cẩn thận. Nghe mày một hồi nếu có ao tượng không mở nha. Trên có ao tượng. Kéo vô đây, kéo vô đây. Đó, tìm kiếm đánh nhanh hơn. Cẩn thận nha, cẩn thận mấy khúc khác. Né mấy cục chậm chậm ra anh em ơi.
Ê, trên chưa mở kìa. À, trên có người nè. Quấn luôn. Có tiêu dao nha, có tiêu dao. Tiêu dao còn chấm máu. Cẩn thận. Bóp máu ông ơi, cẩn thận. Gút anh em ơi, gút về. Rồi, về. Ồ, bên 9, bên 8 hiện tại chưa có ai mở ảo tượng rồi, chứ có tim treo á. Lên trên đây một qua 9, 8 thử nè. Cả, có thiên dương nè. Nó bất tử, từ bất tử này. 8 tim treo, 8 có tim treo, cẩn thận. Ok, con ngu độc á, cẩn thận. Được mau ghê lắm á. Có tim khác, về, có tim khác, cúp về, tim khác qua. Rồi bỏ, từ, bỏ máu. Tách ra, Ngâm mì cẩn thận, từ thôi. Cục máu dưới kìa, Ơi. Ở đó bạn có phần áo nè. Ảo tượng chưa ăn nha, ảo tượng của ai, khu 8 vẫn chưa ăn á. Qua không, có qua không? Qua đi. Chưa nha, mắc cái dòng nha. Ngâm mì cẩn thận nha, né ra nha Ngâm mì. Ngâm mì né ra thôi. Rồi, lụm đi. Rồi, bị choáng rồi. Ngâm mì lụm đi, Ngâm mì mở đi. Rồi, ok. Cẩn thận. Đang mở. Ê, có tim nè. Rồi, giá đây, giá đây. Ngâm mì cứ mở đi. Còn 16 giây, không ai qua đâu. Mở đi. Cố gắng đi, mở được chứ, cứ mở. Kịp. Rồi, thu nhân luôn. Lên trên luôn. Rồi, Ngâm mì tranh thủ vào máu đi. Được 2 cái kiếm rồi. Đã được cả 3 cũng rồi. Ừ, dưới đây còn cái kiếm cô này. Giờ kiếm cho tôi cái bí kíp chung nữa là ok. Ngon lành cành nào luôn á. Cô biết kiếp này. Cảm ơn bà hồi máu rồi, nguyên tem đi lại. Tập trung lại hết đi. Tập trung lại cô 8 đi. Khoan, coi khu nào đông lính. Về 7 đi ha. 7 hay 8? Đứng bên 8 đi. 8, nãy mình đang đứng 8 mà. Hồi máu chứ đi tính. Hồi máu này ta ơi. Ừ. Đừng có búp chồng nha, búp chồng nó không hồi 2 chiêu á. Búp luôn chiêu kia luôn đi, cho đầy máu lại. Đủ thời gian rồi mà. Rồi, ok, xong. Rồi. Bên đây đỏ. Cô 7 trống. Chính là Minh Giáo, Thiên. Xuống của 7 người, cô em muốn trống. Xuống của 7 nè. Xuống 7 hả? Xuống 7. Cô 21 trống á. Sao trống nha? 21 trống, bên khu 20 trống. Khu 19 trống luôn. Ok. 3 khu kế bên mà trống hết á. Dạ, chờ thương nhân cái. Rồi. Cá. 4 khu hiện tại. Cũng lâu. Quay, chạy đâu vậy? Lắc à, đi vô hát hả? Ở đâu rồi? Ủa gì lắc? Ở đâu rồi? Tài hình. Còn ngủ. Qua khu ghê đi, bên đây trống nè, bên đây trống nè. 4 khu ghê bên trống hết. Từ. Tem này farm 4 khu khỏe rồi. Còn 15 tem mà. Quét rìa đi. Mở rừng đi. Chạy xuống dưới đi. Tạ xuống đây, mình giáo chưa chạy mà. Ok. Để thằng kiếm đam cho đâm quá vô lẹ. Bất tử à? Bất tử. Để đi. Này qua đây pha nè. Ê. Ăn vô đi. Ăn đi. Ăn chạy đi quýnh người. Có bất tử thì lại hơn. Thôi. Lên bảy này đi. Dạ đi. Ra đi. Đang ra. 6 trống.
bảy đi vậy. Trời tám trống luôn. Rồi vậy mình đi ấy đi. Đều có tem đi quét. Có tem đi quét rồi. Tại có tem đi quét nặng lắm rồi mình sợ á. Có thằng Minh Giáo, Tàn Kiếm với lại Thúy Yên nha. Minh Giáo, Tàn Kiếm, Thúy Yên. Tem nó như tem mình nhưng mà khác cái là tai đam. Đúng rồi, Tàn Kiếm cẩn thận con Minh Giáo. Ê, à đúng rồi. Rồi di chuyển lên không? Di chuyển qua bên thương nhân luôn không? Qua qua qua, mở đường cái, mở đường cái, mở đường cái. Bên đây thì đi đường quá rồi. Qua mấy khu mở đường đi. Ngay bây giờ cẩn thận. Đang bảy, đang bảy. Anh em mở được xong rồi chẹp, phải nha. Ok. Dạ ok. 19 mở rồi nha. Rồi, đi đâu, đi đâu, đi đâu. Từ từ. Khu 9, từ từ ảo tượng ra đi, ảo tượng ra đi, 100 cho ảo tượng vừa úp lắm. Giờ vẫn còn 9 tem mà. Mà cái tem đó đều quét. Tem đó đều quét á. Minh Giáo, Tàn Ký với Thi Yên hả? Minh Giáo, Tiêu Giao. Tem đó lùa, nếu mà lùa được nó hơn 100 á. Có Tiêu Giao á. Ê kìa 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 kìa. Em quay nè. Đó đó đó. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Nó đi mình nó bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Giờ là biết đi mình rồi. Để kêu đi, ảo tưởng sắp ra rồi. Còn chính tem và tem 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 kia nó ngưng người hoặc là nó chết một thằng hay sao rồi. Rồi ảo tưởng, ảo tưởng, ảo tưởng, ảo tưởng, ảo tưởng. Rồi mở đi, ngâm đi mở. Nà mở đi, nà đi. Ảo tưởng kế bên vẫn còn 5. Bên khu 5 vẫn còn. Qua 6 đi, qua 6 tập trung, qua 6 tập trung. Rồi, qua 6 nè, qua 6 nè. Qua 6 nè tại đây. Rồi, rồi, rồi. Rồi quá, khu 5 mới mở á. Đây, đây, đây luôn, đây luôn, đây luôn. Nó mới mở rồi, 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 rồi. Tiêu Dao, Tiêu Dao, Tiêu Dao lắm rồi. Tiêu Dao, rồi, chết Tiêu Dao rồi, chết Tiêu Dao rồi. Tiêu Dao còn xíu máu. Còn con nữa còn gì. Ê, gì vậy? Cả, 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 công lâu nữa kìa. Công lâu đâu? Càng luôn, càng luôn. Rồi rồi, tập trung lại hồi máu nha. Từ từ lại, tập trung hồi máu lại. Cung lô nó chạy bển à. Ê, gần chết rồi. Hồi máu đi, hồi máu đi. Tập trung lại hồi máu đó. Nhắm đi canh hồi máu rồi, tỏ rừng. Con cung lô nó còn miếng máu à. Nằm dây, nằm dây. Để có bây giờ. Rồi, ok. Nè nè nè, nó qua phải nè, qua phải, qua phải, qua phải, qua phải. Phải phải bên phải, nó đóng rồi, bên phải đóng rồi. Đang bị giữ lên nè. Bên phải đóng rồi nè. Nè nói à. Nó bị kẹt rồi. Rồi nó chạy về rồi, từ 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 lại. Từ 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 lại. Hết chiều, hết chiều, hết chiều. 10 giây nữa, 10 giây nữa. Tập trung, sư nhân lên trên lên đầu. 10 giây, 10 giây nữa, 10 giây nữa. Từ từ từ. Để chiêu lại nha. Còn 6 tem nha. Rồi lên. Lên. Nó đây nè, nó đây nè. Ê, cái Tiêu Dao. Rồi bỏ, bỏ, bỏ. Bỏ cái đó kéo mà, nó kéo mà. Dao nữa kìa. Cẩn thận nha. Kìa, có Tiêu Dao. Kìa, kìa, kìa. Mỗi con lông à. Hay quá, hay quá. Nó chết rồi, nó chết rồi. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Trời ơi, nó trâu quá. Rồi ok. Cẩn thận nha. Rồi tập trung hồi chiều nha. Ok hồi chiều. Bây giờ nha, tập trung nha. Nè ở thương nhân á. Nó thương nhân bên kia rồi. Mình up lên cô ba luôn không? Sao quá không kịp đâu. Xuống lại đi, xuống lại đi. 10 giây chạy lên. Chạy ra nó kìa. Có nào chạy qua thương nhân tức đó. Mày hả bưởi, chạy lông nhông. Xong rồi, rồi xong rồi đó, còn mình nó xong rồi. Còn 4 tem. Vậy làm sao tranh thủ ốp thương nhân mình lên biết kiếp sớm nha. Như đồ nhiều quá. Ok, phụ bà hạch luôn rồi.
Mình tập chung một đi. Chung một hả? Hồi đó có thương dân cho nào băng qua luôn. Rồi nhập vô chung một bây giờ đi. Thương dân nào thì rẻ không? Đó rồi. Ok. Đi vô đi một mình nè. Con đi vô này giá, cái giá con đi vô nãy lỗ lỗ rồi mình á. Vậy á. Còn tặng kiếm tiêu dao. Ra mấy ra xung quanh coi còn mấy tem. Còn 20 giây trở về chung một nha. Ok. Còn có tiêu dao nữa. Có tiêu dao tặng kiếm nha. Tiêu dao tặng kiếm. Tàn kiếm nằm bên khu khu chính. Tàn kiếm chính. Con tiêu dao nằm bên khu 2 với lại khu khu 3, đâu qua 3, qua 3. Vậy thì em một con đắp thằng Thiên Dương này đi. Từ từ. Thiên Dương trước đi. Thiên Dương tiêu dao. Rồi đúng rồi. Lẻ hết. Ủa chẳng lẽ là 3? 3 lẻ. Tem, ủa chẳng lẽ 3 thằng nó tem riêng ta? Quýnh gì nữa? Xong rồi đó. Vậy giờ mình quýnh qua bên thương nhân đi, xong rồi mình đúng rồi. Quét. Mình lên thương nhân lên đồ đi. Qua thương nhân lên đồ. Mình lên thương nhân lên đồ đi xong quét chứ giờ quýnh đi mất công lắm. Chứ chưa có nữa. 50. Rồi. 50. 8. Khu 2 nè. Ở khu bên đây đi, bên đây đi. 8 an toàn hơn. 8 này nè, khu 2 chỉnh đông lắm. Canh nha, khai phiên nha, khai phiên nha. Đâu à? Rồi xong rồi, mua đồ xong rồi nè, để tôi bảo kê cho. Xong chưa? Rồi, đi quét rồi. Lên trên. Ai còn ai? Cả. Ê, nó bất tử nha, né ra. Ngam y bóp bài, cứ đứng trong vòng đi. Dĩ heo không? Nó lên ngựa nè. Bỏ đi. Từ, không gấp. Thằng kia giết rồi, thằng kia giết nó rồi. Lại thế. Đà còn 30 cái không ta ơi. Ta búp đầy máu đi, xong rồi mình đi lộ từ từ thôi, chết thằng luôn. Từ từ mở rương cái. Rồi đây. Đây. Qua đi. Qua luôn. Đi lộ luôn. Rồi má mới kiếm rồi đó. Tại đi theo tao ơi. Qua ba nha. Qua 2 nè. Okay. Qua 2 nè. Đi nè. Qua 3. Ê kìa, có tiêu dao nè. Đi theo nè. Nè, đập. Dĩ theo luôn, hết chưa rồi, hết chưa rồi. Rồi ok. Ai, hồi máu, đứng lại hồi máu. Giáo tầm này quýnh quái lẹ mà. Vậy là còn tàn kiếm xong rồi còn có Thiên Dương. Thiên Dương cụ nhất á. Đi. Thôi nó luôn, đi luôn. Mở rương đi, cứ đi, mình cứ di chuyển mở rương bình thường đi. Ủa, Thiên Dương đâu ta? Nó một, Thiên Dương một. Không có, một không có. Tại đi theo tại ơi. Có gì búp, con Minh Giáo chạy được. Đi theo. Ủa đâu rồi ta? Lên trên luôn. Chạy hết một vòng cho chú gì đó. Có bất tử à, ai hay. Ủa gì, nó cũng chạy, nó ta. Hay là nó chết rồi mà bị lắc. Không thấy luôn á. Mình cứ chạy vòng vòng kìa nó nè. Nó 6 qua 7 rồi, qua 6, qua 5, qua 5. Có mình nó đúng không? Qua 6 còn mình nó. Nó qua 5 rồi. Là 4 rồi nè. Chết rồi. Cái đường hạm đó thua mình phải không? Đó ý thiên. Nó đang 1. Rồi chia áo tự đi. Ôi da, lắc quá vậy ta. Mình ăn ra cẩn thận nha. Một mình ăn được, không sao. Rồi, lần nào. Nó còn chiếc máu à. Nhảy với nó là sao? Chạy cho nó vui đi. Rồi, ok. Ta cắt nha, cắt bộ mà hết máu rồi, chạy cho nó đi nha. Không, nó còn xíu máu à, sắp chết rồi nè. Chạy nhảy cho nó vui đi, mở gương đi. Ok. Rồi vậy anh em mở đi, tự chu dí đó chưa.
Chào hỏi. Nào còn vũ bỉnh luôn không? Đã đang hai. Ăn luôn. Mày thử lãnh luôn, ăn thử lãnh. Đi qua ăn thử lãnh đi. Ok. Ăn thử lãnh luôn không? Ăn thử lãnh luôn. Rồi. Ở hai hồ máu á. Rồi thấy nó rồi. Hồi nãy cái thằng tiêu dao á là cái thằng đó nó căng á, chứ thiên nhiên không có căng đâu. Thằng thằng tiêu dao đó mới mạnh á. Nó bị dương khu quân hàm mà cái lúc mới vô là lúc hàm đã thấp hơn rồi. Tiêu dao nãy nó chơi chiêu xém chết luôn á. Ghê thiệt. Nó chụp một phát sản với nó luôn á. Thôi là nó trúng cái pha phát trên đàm á. Trúng phát trên đàm mệt với nó. Thằng Dương nó bên 98 á. Đúng rồi. Nó mới lũi bởi. Đang phà bởi. Ông nội hết máu rồi. Chắc đang máu tự bên tay á. Trời, mình lên mình cứ bung hết thoải mái đi. Mình tệ nào cũng chịu máy rồi. Mấy người có hồi sinh? Không có. Có đại có. Đại có không? Có. Có đủ hết hả? Không. Không có hết luôn. Không. Vậy được hai cái hồi sinh, nó bên chỗ này nè. Nó chạy lên trên rồi đó. Chạy lên chung chích đó. Để ngồi Ngami thử ngồi solo nó đi. Để vòng cuối á. Thôi dạ. Cái vụ vui dạ. Chơi thôi đi. Trời, nó chạy qua U2 gì kìa. Nó qua 3 nè. Nó qua trên. Nó trên 3 nè. Thôi 3 nó chạy lên trên nè. Nó bị kẹt đó. Chạy vòng rồi mới cười á. Hết đồ mới mua luôn rồi. Ôi, còn khóc rồi, bà bị lo nha bà ơi. Khóc rồi. Đâu cái gì đâu. Đã mới chịu hả? Chịu bốc à? Thiên Dương ba sao? Ủa, Thiên Dương chỉ tôi ba sao hả? Ba sao? Ôi, mình hai cái, ủa, mình đây năm thằng, hai cái hồi sinh rồi. Bắp được cái, tạ được cái không? Đúng rồi, hai người hai cái. Rồi, có Minh Giáo đường nào Thiên Dương bắt? Nhảy lên cái là né chiêu hết. Rồi, ông nội nó không dám ga luôn rồi. Cái kia chắc nó bỏ cụ quá. Rồi, nó kìa. Kìa. Tại cho solo nó tạm. Không có chí mạng nữa chứ. Quýnh nó đi. Thôi chấp. Hai mạng. Quýnh nó đi. Hai mạng kìa, sợ gì. Trời đùa, nó quýnh tà kìa. Em muốn chết luôn kìa. Nó quýnh tà muốn chết. Kiểu gì vậy? Rồi, ok, trời ơi, ta nói cái trận đấu gì mà có những cái chuyên gia phân tích trận đấu cực kỳ kinh khủng luôn. Rồi làm cho mình lên đỉnh trong cái trận thi đấu này. Cũng rất là trùng hợp khi mà vừa mới lên đỉnh cái ạc này thì chủ ạc vừa đám cưới luôn anh em ơi. Xong cái trận đấu này thì chủ ạc đám cưới luôn. Một tin rất là dữ dội, nên là chúc mừng chủ ạc nha. Rồi, video của mình sẽ đến đây thôi nha anh em ơi. Nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.